Chào Khánh nha. Kính bên cạnh á, kính bên cạnh hỏi chị Phụ Hoàng lấy cho các bạn đây là một cái mẫu kính của X1R, đây là kính 5 cạnh. Đây là hàng mới các bạn. Đây, cái hộp, đây là hộp kính của X1R 5 cạnh nha các bạn. Khi các bạn mua một bộ này thì bên mình sẽ tặng cho các bạn luôn là bộ lục giác này, đầy đủ ốc kính này. Thì về được màu đen bạc, màu đen full và màu đen đỏ. Bên mình có tay thắng Racing Boy cho Winner có nhân phát quanh. Tay thắng Racing Boy đang có sẵn. Tay thắng Racing Boy là 300 ngàn một cặp. Tuổi thọ một bộ nhông sinh dĩa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25-30 ngàn cây tùy theo bộ nha bạn. Ví dụ như tùy theo bộ mình đi mình chăm sóc như thế nào nữa, cắt cho em đó, cắt cho mình đi. Ví dụ như là bộ nhông sinh dĩa X1R đi. Đây, bộ nhông sinh dĩa X1R thì cái bộ này tuổi thọ tầm khoảng 25-30 ngàn cây. Nói chung là các bạn đi mà chăm sóc kỹ thì nó sẽ đi rất là lâu. Còn ví dụ như bộ nhông sinh dĩa mình đi 25-30 ngàn cây là cũng gọi là quá nhiều rồi nha các bạn. Đó, bộ nhông dĩa X1R thì hiện tại X1R bánh trung thu tại Center 150 đang hết hàng nha các bạn. Đây, bánh trung thu này, hộp bánh này. Hộp bánh trung thu này. À, tăng cho anh mượn với tăng. Cho anh mượn kéo lên cặp rồi. Bộ đây là chỉ còn lại cho Winner với lại 135 với Rider là còn. Còn 150 thì phải tới ngày 15 mới có hàng lại. Thank you.
Vì kính đó, để kính để sẵn nha, để đây đường đem lên lầu, để gấp đây đi, để hỏi chị có lái không, mình giao cho hết luôn nha. Rồi cường chạy chạy xe, cường chạy xe. Đây là bộ nhân sinh dĩa X1R đây nè các bạn. Thì một cái hộp này là bao gồm dĩa này, một cái nhông này và một sợi sen 10 ly. Thì bộ này với giá bán là tầm khoảng là 400.000, và bên mình sẽ tặng cho các bạn là một chai dưỡng sen. Thì tuổi thọ bộ này đi từ 25 đến 30.000 cây. Chào Quân Dương nha. Trên Đà Lạt lạnh không Quân? Đây bộ nhâm sinh dĩa Win X bộ nào? Nhâm sinh dĩa cho Win X thì bạn Nguyễn Hồng thích thì cái bộ này là cũng rất là tốt nha các bạn. 400.000. Còn bạn nào mà có điều kiện thì có thể là xài bộ Fosu. Đây là cái bộ Fosu Tebit. Thì cái bộ này á là đang có giá bán của mình một sợi này là 500.000. Sen Phốt Sen 10 ly Sen Phốt. Sen đây là của Sen DD. Những cái xe mà Tebit là họ dùng những cái sen này nha các bạn. Cường quá, để từ làm đi, từ làm đi. Kéo cái đó là nghe không nghe, em đang nghe vậy luôn. Để điện chứ. Mâm coi tính bao nhiêu cặp không? 6. Đâu sao chị? Nè, em báo chị là kính X1R về rồi, chị biết chừng. Báo chị biết chừng, không nghĩ đi. Dạ. Chị đâu? Chào anh Dũng nha. Có đi, không có đi. Tại đây các bạn nào mà đang đi Winner hay Center 150 thì các bạn có thể thay những bộ nhông dĩa X1R. Ngoài ra thì mình đang có nhông sinh dĩa của Resto thì cũng đang tốt đó, hoặc là Corona đây là một dòng cao cấp của X1R, nhưng hiện tại là Center 150 đang hết hàng, thành ra mình sẽ kết hợp Corona với lại X1R là cái bộ này bán lẻ của mình cũng 400.000, và sẽ tặng cho các bạn là một chai dưỡng sen đó. Các bạn mua nhông dĩa mình sẽ tặng một chai dưỡng sen. Còn các bạn nào mà thích đi sen Jackson Boy thì các bạn cũng có thể là lựa sen Jackson Boy kết hợp với lại nhâm dĩa X1R, hoặc là nhâm dĩa Recto, hoặc là NK của Thái. Đây các bạn, đây là mình sẽ khui được sen Jackson Boy cho các bạn xem này. Đây các bạn, thì giờ sen Jackson Boy hiện tại đang bán lẻ tại cửa hàng của mình là 350 một sợi nha các bạn. 350 ngàn một sợi. Sen 10 ly rất là dày đó, cái màu sen của Jackson Boy này, hộp sen của Jackson Boy này. Các bạn nào mà ở xe mà muốn mua nhâm sinh dĩa thì mình cứ inbox cho shop sẽ ship hàng cho các bạn. Thì hiện tại thì nhâm dĩa bên mình cũng hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho các bạn. Các bạn cứ đặt hàng qua fanpage là mình sẽ hỗ trợ phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn luôn. Chỉ có kính với lại mâm thôi đúng không Cường? Mâm mấy cặp á? Chào Phụng Tài. Thì nhâm dĩa X1R thì các bạn đi nhâm dĩa của Winner thì các bạn đi nhâm dĩa X1R cũng rất là tốt. Còn nếu mà có điều kiện hơn xíu thì đi Resto hoặc là Racing Boy thì giá tiền của nó tầm khoảng 550 đồng bộ. Còn các bạn mà lựa sẽ sen sen Ford, sen Tebit á. Đây. Đây sen Tebit là sen Ford.
Thì Sinfood thì là các bạn thay cả nhân và dĩa luôn là 750. Thì Sinfood thì các bạn dùng, các bạn không nên dùng những cái xăng dầu để các bạn vệ sinh cái xe sinh. Thì mình có những cái chai chuyên dụng như là những cái chai bôi trơn hoặc những chai vệ sinh của BZ này. Nó sẽ chuyên dụng cho Sinfood. Thì các bạn có thể là khi mà mua là bên mình có tặng một chai. Thì các bạn có thể là yêu cầu nhân viên tặng là dưỡng sinh hoặc vệ sinh tùy theo các bạn mà bạn lựa. Mâm đất Sinfood 5 cây màu đen. Màu đen là thông số nào Khánh? KTV Nom thì vẫn còn khuyến mãi 10% nha các bạn. Mình trả lời cho các bạn là Hồ Đức Chính này. KTV Nom thì mình sẽ đính kèm cái link cho các bạn luôn để bạn vào bạn tham khảo KT này. Cho anh cái mâm này để anh giới thiệu cho khách luôn. Bưu mâm đất leo đây. Đây mình sẽ gửi cái link cho các bạn nào mà hỏi KT. Để đem. Đây bạn Hồ Đức Chính này có hỏi cái KT này. Đó mình gửi cái xem được ta. Màu đen bạc, màu đen vui. Đây các bạn nào mua KT thì các bạn kích vào cái link này là có nha. Thì các bạn kích vào link này là có nha. Rồi mình ghim rồi đó, mình ghim cái website của mình lên rồi, các bạn vô đó kích vô bạn xem. Mâm 1.4.4 không có Khánh ơi, chỉ có 1.4, 1.6 à, 1.4.4 không có. Đâm đòn rủ uống cà phê kìa. Đây, mình giới thiệu cho các bạn, hiện tại là mình lục kho vẫn còn sốt tầm khoảng là 4-5 cặp mâm rất leo. Thì mâm rất leo hiện tại là bên mình vẫn còn hàng nha các bạn. Mâm rất leo hiện tại mình còn hàng cho Winner và Center, và là còn màu đen với màu đồng. Thì các bạn có thể ghé cái hàng mình lựa. Nếu mâm rất leo mà cho Center là 1.450.000, còn Winner là 1.600.000 nha các bạn. Đây, mâm rất leo cho Winner thì các bạn lắp ráp như riêng. Còn mâm rất leo mà dành cho Center như mâm này nè, là các bạn là phải bỏ thêm một cái dĩa trước và một cái chụp cốc trang trí. Nói chung là cái canh của canh đó bạn. Đây là cái sợi sen Corona X1R. Đây là một dòng sen rất là cao cấp. Nhưng hiện tại bây giờ là nhâm sen dĩa của 150 mà bánh trung thu á, là mình đã hết hàng. Thành ra là mình sẽ kết hợp sợi sen này chung với lại nhâm dĩa của X1R luôn. Nó là cũng thuộc hãng X1R nha các bạn. Thì bộ vẫn là 400 và tặng cho các bạn một chai dưỡng sen. Thì nói chung á, là cái bộ X1R sẽ bảo hành cho các bạn là trong vòng 1 tuần. Nếu trong 1 tuần nếu mà bạn bị lỗi nhâm, lỗi dĩa hay lỗi sen thì bên mình sẽ hỗ trợ thay mới cho các bạn lại. Còn nếu mà các bạn đi á, thì tuổi thọ một cái bộ sợi sen X1R thì mình đã test và bán từ 1 năm rồi. Thành ra là mình biết được cái khoảng thời gian của nó là nó rất là bền. Anh em mà đi cái bộ của mình á, là hồi xưa giờ là lâu lắm rồi chưa thấy quay lại. Thì cái bộ nó tuổi thọ tầm khoảng là 20-30.000 km. Đó.
Đà Nẵng vẫn ship nội thành nha các bạn. Các bạn nào mà ở xa mà các bạn nào mà ở trong thành phố Đà Nẵng, các bạn mà không có thể mà ghé qua shop mua hàng á, thì các bạn cứ đặt hàng qua fanpage của shop và mình sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong nội thành. Đó, thành ra các bạn đặt. Nếu bạn nào mà ở giáp với lại Quảng Nam đồ á thì mình không đi ship được thì mình sẽ cho bên giao hàng ship. Còn nếu mà ở trong khoảng tầm bán kính khoảng tầm 4 đến 5 cây thì mình vẫn hỗ trợ phí vận chuyển miễn phí cho các bạn luôn. Mâm 5 cây đem bóng thì mình vẫn còn nha các bạn. Vậy vậy combo vậy lấy combo 2 x 3. Đây combo chăm sóc nhân sinh dĩa hiện tại mình bán rất là chạy tại cửa hàng của mình. Thì cái chai này là chai vệ sinh nhân sinh dĩa làm sạch là mới lại cái bộ nhân sinh dĩa của mình. Còn chai này là chai bôi trơn nhân sinh dĩa. Chai này là chai bôi trơn nhân sinh dĩa và bảo vệ xong sinh dĩa của mình cái mùa mưa này đi rất là tốt. Còn cái chai này là chai BZ nhựa nhám. Thì cái chai này là phục hồi lại cái phần nhựa nhám của mình lâu năm. Nếu mình không có ít vệ sinh rồi thì mình chỉ cần dùng một chai này mình xịt mới lại nó mới lại hoàn toàn. Và cửa hàng của mình đợt đây có tặng cho các bạn cái khăn. Và ngoài ra thì khi các bạn vệ sinh nhân sinh dĩa thì cửa hàng của mình sẽ tặng cho các bạn là một cái cọ chùi sên. Để các bạn có thể là sử dụng cái này, dùng cái cọ các bạn chùi nó sẽ an toàn và nó sẽ sạch hơn. Đó, full bộ combo này hiện tại bên cửa hàng của mình bán là combo lớn các bạn. Combo nhỏ vẫn là 200 và combo lớn là 230 và sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các bạn. Thì các bạn nào mà ở trong thành phố Đà Nẵng, các bạn nào mà không có ghé lại cửa hàng mua được á, là xa quá thì các bạn cũng có thể đặt hàng. Còn các bạn ở các vùng khác ở tỉnh á, thì các bạn có thể đặt hàng qua fanpage của shop. Thì các bạn chỉ cần là đặt hàng bằng cách các bạn là mình các bạn đặt hàng qua website này. Ở trong website của mình sẽ cho bạn các bạn một cái link để các bạn đặt hàng. Ngoài ra thì các bạn có thể là inbox qua fanpage của shop và mình sẽ chốt đơn và mình sẽ giao tận nơi cho các bạn luôn. Đây, mình gửi cho các bạn cái link này. Đó, cái link đây là cái link đặt hàng để các bạn nào muốn mua combo nhâm sinh dĩa thì các bạn có thể đặt hàng ở trong đó. Nghe gì Thắng? Hiện tại Đà Nẵng đang mưa nha các bạn. Đang mưa. Ship Đà Nẵng. Thì nhâm sinh dĩa của 150 thì ngoài ra nếu mà không có các bạn mà không thay X1R thì các bạn có thể lựa chọn nhâm sinh dĩa của Resto của Thái Lan hoặc là bạn chọn RK cũng được nè. Còn nhông sinh dĩa rất leo thì hiện tại là rất leo đang hết hàng, mình chỉ còn là nhông dĩa không có còn sen nha các bạn. Các bạn nào mua nhông dĩa của rất leo thì vẫn có, nhưng sen các bạn phải buộc phải chọn những cái sen như Red Boy hoặc là sen Retto. L1X thì hiện tại bên mình đang lắp với giá là 500.000 nha các bạn. Có tặng cho các bạn công tắc luôn. L1X là có giá là 500.000 tặng cho các bạn công tắc. Mình trả lời câu cho bạn là Nguyễn Hoàng Nam. Tư vấn bộ 150 thì sao? Anh lấy cái nào ạ? Shopee gì sáng rồi mà? Sáng là em làm xong cái đơn Shopee rồi.
Em thường ngày đơn của ai? Hồ Phước. Hồ Phước là anh lấy một cục của tóc kia. Rồi xong. À, cục nào cũng được với nhau à. Đó, cục đó đi. Cốt Salaya, cốt trước, cốt sau của Salaya là 350 nhân chung, 350. Cốt trước, cốt sau Salaya của Ed với Winner đều đồng giá các bạn. Trước và sau có tán luôn là 350. Có cần có gấp nhôm đất xin. Gấp nhôm đất xin bôi thì hiện tại bên mình đang có gấp nhôm của Winner Exeter hết hàng rồi bạn ơi. Gấp nhôm của Ed thì mình đang có gấp nhôm của X1R với lại Pro Tapper. Thì một cái gấp thì tầm khoảng là 1.700.000. Và sẽ hỗ trợ lắp ráp miễn phí cho các bạn luôn. Đủ chưa? Vaccine của Ed thì là 70.000, còn vaccine của Winner thì nó tầm khoảng là 300.000 đó bạn ơi. Mâm 8 cây, mâm 8 cây Racing Boy, 8 cây Racing Boy 350 là bạn phải chế đó. Mâm 8 cây của X1R thì lắp ráp như riêng không có chế. Ví dụ như mâm của 8 cây của X1R thì là một cặp của nó là 1.950.000. Còn mâm 8 cây của Racing Boy là 2.000.000, nhưng 2.000.000 là bạn phải chế lại rất là nhiều. Đó. Combo đĩa 7075 và CDD. CDD là CD 9 ly là 500 ngàn một sợi, CD 10 ly là tầm khoảng 600 ngàn một sợi. Cộng với là cái đĩa nhôm 7075 thì mình đang có một loại là của đất leo. Đất leo thì hiện tại là 300 ngàn một cái dĩa. Còn nếu bạn thay những cái đĩa nhôm của mấy cái nhôm mà cao cấp hơn á thì nó sẽ tầm khoảng là 380 một cái dĩa. Đó, cộng với lại cái nhông 70 nữa. Đó, thì cộng lại là 308 cộng cho da sen 9 ly đi là 500 cộng với là 70 nữa. Một bộ của nó là cũng tầm khoảng là 950 rồi bạn. Còn nếu bạn thay mà 10 ly thì nó sẽ thêm 100.000 nữa thì là 1.050.000. Là bạn thay cái đĩa nhôm 7075 á. Nhôm sen dĩa của Winner cho sinh viên. Thì sinh viên thì em thay cái bộ của Red Leo là cái bộ Red Leo hoặc là cái bộ của X1R là được. Nhưng hiện tại là sen Red Leo là bên cửa hàng của anh là hết hàng rồi, chỉ còn sen X1R. Thì full bộ của X1R đây này. Full bộ X1R như đây này. Đó là nhông sen dĩa full bộ hộp cái này là tầm khoảng là 400.000 và sẽ hỗ trợ tặng cho các bạn là một chai dưỡng sen nha. Đó. Ngoài ra các bạn có thể đặt hàng cho mình thì mình vẫn ship tận nơi cho các bạn được hết. Đó, cái bộ này là bao gồm là một cái dĩa này. Ở trong là có một cái nhông này. Đó, và một sợi sen. Thì hiện tại là cái hộp bánh thu này cho Exeter là tới ngày 15 tháng 1 có cái hàng lại. Còn Winner với 135 hoặc là Rider thì hiện tại bên mình vẫn còn hàng. Bên mình không có làm tem phúc vĩ ơi, bên mình không có làm tem trùm. Gấp phay lỗ CNC. Gấp phay lỗ thì hiện tại thì bên mình đang có. Đây là gấp phay lỗ nha bạn.
Gấp này hiện tại là một cái gấp là 1.950.000 cho Accenter 150. Thì những cái gấp nhôm á, là gấp nhôm đây dài hơn rin á, thì khi các bạn mà thay, các bạn lưu ý thay thêm sên nữa nha, hoặc là nói thêm sên, mà tốt nhất là các bạn lên mua một thẻ sên mới các bạn thay, nói chi nguy hiểm. Chống trộm định vị thì tầm khoảng 1.400.000 á, lục chống trộm định vị là 1.400.000, và chống trộm định vị thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 5 năm. Thì trong cái năm đầu tiên á, thì ở trong cái website, trong cái YouTube của mình có làm video về chống trộm đó, thì bộ chống trộm á là 1.400.000 và sẽ bảo hành cho các bạn là 5 năm. Thì trong 5 năm á, thì các bạn sẽ được miễn phí một năm đầu tiên, là nói chung là mình không có tốn cái chi phí nữa đó. Những cái năm tiếp theo á, là bạn phải gia hạn. Gia hạn là ví dụ như một tháng là bạn gia hạn 50.000 để cho nó bảo trì, mình có thể là xem được cái map đó, xem được cái xe của mình đi đâu á, thì một năm là mình sẽ tốn là tầm khoảng là 600.000 để duy trì á. Puma V3 V4 là chưa có hàng. Hiện tại là bên Puma Đức hàng tính thời điểm bây giờ là tầm khoảng là 3 tháng là chưa về bô. Năm nay là các xưởng làm đồ chơi xe hiện tại là quá tải do dịch Covid á, thành ra là Puma là cũng Puma bị đứt hàng. Các bạn có thể là thay thế Puma bằng bô Koji hoặc là bô đứt leo hoặc là bô V1VR thì đang có sẵn. Nhôm sinh giữa Resto và sên vàng Phaeto. Sên Phaeto thì nó đắt các bạn ơi, sên Phaeto là tầm khoảng là 500.000 một sợi, còn nhông sên dĩa Resto á là 250.000 một bộ. Mâm cho ABS, mâm cho winner đúng không, winner các bạn đi ABS á, thì các bạn nên lựa mâm Racing Boy là một này, mâm X Pro là hai này, thì sẽ đi có luôn ABS. Còn nếu bạn thay những cái mâm cũng ví dụ như là mâm 8 cây đi, hoặc là mâm 5 cây của X1R, thì các bạn phải mua thêm một cái đĩa lòng ABS nữa. Hello Nguyên, ngồi đây mưa. Smart cây cho Winner V1 thì Smart cây bên mình đang bán với cái giá là ví dụ như các bạn thay cho Winner X á thì là 3 triệu, các bạn thêm cái còi nữa là 100.000 nữa sẽ miễn phí lắp ráp cho các bạn. Riêng Winner V1 và Accenter 150 là bằng giá với nhau, là một bộ của nó là tầm khoảng là 3.8 triệu, và bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 2 năm. Thì trong vòng 2 năm đó, có nếu mà bạn lắp mà bị hư hao cái gì đó thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Nếu các bạn mà trong nội thành á, trong nội thành thành phố Đà Nẵng á, mà các bạn có bị sự cố nào thì các bạn có liên hệ shop sẽ hỗ trợ cho nhân viên qua xử lý cho các bạn. Còn nếu mà bạn ở ngoài tỉnh thì bắt buộc là bạn phải ghé qua hết, hoặc là ghé qua những cái địa điểm mà sửa xe á, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn và mình sẽ điện thoại hướng dẫn. Thì mâm cho Winner X bên mình có rất là nhiều loại mâm, nói chung là không thiếu các bạn. Mâm Abido này, mâm Racing Boy này, mâm X1R này, đầy đủ. 8 cây, 5 cây, 6 cây đều có hết. Hiện tại là mình đang sử dụng một cái phần mềm để mình chatbot cái thông tin của anh em. Ví dụ như anh em mà có comment á thì nó sẽ bắt cái thông tin của anh em và nó sẽ nhắn tin riêng. Thì anh em nào có nhu cầu á thì anh em có thể là bình luận comment luôn trong đó luôn. Còn nếu anh em không có nhu cầu thì anh em bỏ qua. Và nếu mình tiếp thu ý kiến của các bạn, nếu mà nó phiền quá thì mình sẽ ngắt bớt. Do cửa hàng của mình á, anh em làm xe hết, chỉ còn mình với lại một bạn nhân viên check Facebook á, thành ra là quản lý tầm khoảng là 4-5 cái bay luôn, thành ra là không có thời gian mà để mà ngồi mà rep hết. Với lại dịp Tết nữa, thời gian mình làm nó không có đông quá, nó không có thời gian để nhắn Facebook, thành ra là mình mới tạo ra một cái chat á, cái đoạn chat á, với nó sẽ bắt thông tin của khách hàng mà có nhu cầu thì sẽ bắt thông tin hết. Bữa nay em vào Đà Nẵng em gửi cũng được tiếng thôi, không quan trọng đâu. Vì cái đèn của em là bảo hành 1 năm á, thành ra là lúc nào mà em vào Đà Nẵng em ghé em đưa cho anh cũng được. Hỏi mấy công gửi vào.
độ xe khoảng mất bao nhiêu tiền, độ xe mà bạn nói độ xe gì sao biết được bao nhiêu tiền? Gì em? Hiện tại từ đây tới cuối năm thì mình làm rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi, là bằng cách là những anh em nào mở xe mà muốn mua hàng của cửa hàng của mình đó là nó đỡ được cái phí vận chuyển này. Tại bên mình qua mấy cái dịch vụ ví như là giao hàng tiết kiệm, hoặc các bạn đặt hàng qua bên bên Shopee á, là Facebook á, là nó sẽ được một cái giống như một cái chương trình hỗ trợ cho cửa hàng nhé. Thành ra các bạn đặt hàng trong thời điểm bây giờ là rất là tốt. Như bạn mua một cái chai nhớt thì các bạn đặt ở qua web hoặc là đặt hàng qua X55 shop thì các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển, nhưng bạn không có tốn phí vận chuyển nên rất là lợi. Mình sẽ nhắc lại một lần cuối trước khi tắt like nha. Thì cái bộ combo chăm sóc cho sinh viên bên mình hiện tại đang có giá bán lẻ là 230 và miễn phí vận chuyển cho các bạn. Thì các bạn có thể là mua một chai dưỡng sen mua lẻ cũng được, hoặc chai vệ sinh mua lẻ cũng được, hoặc là một chai nhựa nhám mua lẻ cũng được. Nhưng các bạn mua combo thì chỉ nó sẽ rẻ hơn cho các bạn tầm khoảng 100 mấy ngàn á. Nhưng các bạn tiết kiệm được một phần nữa, thứ nhất là các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển này. Thì cái bộ combo này bên mình sẽ tặng cho các bạn một cái khăn và tặng thêm cho các bạn một cái cọ nữa, chỉ 230.000 để các bạn có thể là trải nghiệm. Mình chỉ áp dụng khi các bạn mua combo nha, còn các bạn mua lẻ thì giá của niêm yết công ty thì giá bình thường. Chủ yếu là mình bán combo để cho các bạn trải nghiệm những cái sản phẩm, cái bộ chăm sóc của nó đó. Thì các bạn thấy hay thì các bạn cứ đặt hàng qua Facebook của shop hoặc là đặt hàng qua website của shop thì shop sẽ trực tiếp gửi hàng cho các bạn sớm nhất có thể. Thì thôi mình tắt like nha.